chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý từ chiều tối nay bắc bộ và bắc trung bộ sẽ bước vào đợt mưa rông diện rộng một loạt các cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan lại được đưa ra thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị Từ chiều tối nay đến ngày 7 tháng 6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to trên 120mm trong vòng 24 giờ. Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa rồn rập nhất đều trong khoảng từ chiều tối đến đêm. Trong mưa rông dễ kèm theo lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng mưa lớn quý vị tuyệt đối không cố đi qua các ngầm tràn bị ngập ở sông suối nhỏ bởi nước từ thượng nguồn đổ về nhanh chảy xiết có thể cuốn trôi người và phương tiện giao thông thêm vào đó nhiều ngầm tràn đã xuống cấp không thể lường trước được những nguy cơ mất an toàn